Với hàng trăm dự án triển khai cùng lúc trên địa bàn thành phố, nhu cầu đất tái định cư để bố trí cho người dân rất lớn. Tuy nhiên thực tế, việc chưa chủ động trong công tác chuẩn bị đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc tái định cư cho các hộ dân diện giải tỏa, làm chậm tiến độ nhiều dự án. Đây là dự án khu tái định cư tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, đang được thi công để phục vụ bố trí tái định cư cho dự án cụm công nghiệp Hòa Nhơn. Theo thiết kế, dự án này có hơn 370 lô đất tái định cư. Triển khai đã lâu, nhưng hiện dự án còn vướng giải tỏa đến 65 hồ sơ, nên việc thi công diễn ra cầm chừng. Hơn 50% cái diện tích đất là chưa được giải tỏa. Cái phạm vi mà bằng giải tỏa đơn vị thi công là cơ bản hoàn thành đất khối lượng. Còn cái phần mà chưa giải tỏa mặt bằng là đất là điều phối tham khu của công trình là để dùng sân này. Còn đây là khu tái định cư trung tâm xã Hòa Bắc. Dự án này có tổng diện tích gần 20 hectare, giai đoạn 1 tái định cư cho các hộ dân giải tỏa dự án La Sơn Túy Loan. Gần đây, nhu cầu tái định cư trên địa bàn xã tăng lên bởi thực hiện nhiều dự án, nhưng hiện tại giai đoạn 2 vẫn chưa thể triển khai vì vướng các thủ tục. Thì cái nhu cầu bố trí tái định cư của người dân Hòa Bắc là còn rất lớn, đến 70 lô lận, nhưng mà không đủ cái quỹ đất để bố trí, thì cần đẩy nhanh cái tiến độ thi công cũng như là điều chỉnh mở rộng cái giai đoạn 2 đó thật là nhanh để mà phục vụ cho cái vấn đề bố trí cho người dân ổn định cuộc sống. Trong năm 2022, trên địa bàn thành phố hoàn thành giải phóng mặt bằng 32 trong tổng số 218 dự án được triển khai, với gần 2.260 hồ sơ giải tỏa được xử lý và bàn giao mặt bằng, chỉ chiếm 15,7%. Các đơn vị đã giải quyết bố trí tái định cư cho 632 hộ với tổng số 967 lô đất. Sự bị động về quỹ đất tái định cư là một trong những nguyên nhân làm chậm việc giải tỏa. Có đất tái định cư thì lúc đấy chúng ta mới thực hiện cái việc thu hồi. Bây giờ các đồng chí phải xác định cái quỹ đất và có cái đề xuất về việc đầu tư cái hạ tầng cho cái việc xây các cái khu tái định cư ở đạt được các cái yêu cầu. Tôi nói ví dụ tới đây, cái việc mở rộng cái quốc lộ 14B, tôi nói nếu không có cái quỹ đất tái định cư, tôi nói không bao giờ làm được cái chuyện đấy. Theo kế hoạch năm 2023, Đà Nẵng tập trung giải phóng mặt bằng 202 dự án với trên 18.390 hồ sơ đền bù giải tỏa. Do đó, yêu cầu về đất tái định cư cần được đảm bảo thì công tác giải phóng mặt bằng mới có thể về đích đúng tiến độ.